Cách để hô biến làn da từ thế này sang thế này chỉ trong 7 ngày, ông bà tin được không? Tin chứ sao không? Chỉ cần combo của nhà NQ Skin sâm cau rừng này thì tất cả có thể giải quyết hết nha mấy ông bà. Đầu tiên là làm sạch da với sữa mặt nhân sâm, em này thì giúp làm sạch sâu, sáng da, thu hẹp lỗ chân lông và ngăn ngừa mụn nám. Thành phần thì toàn thành phần thiên nhiên lành tính từ nhân sâm này, nha đan, tinh nghệ, sâm cau rừng. Rửa mặt xong thì da của mọi người không hề bị khô, căng hay rít đâu, vẫn mềm mịn nhá. Tiếp đến là mọi người sẽ sử dụng sản phẩm tinh chất sâm cau rừng. Em này thì sẽ giúp điều trị dứt điểm các loại mụn ẩn, viêm, bọc, đầu đen và tái tạo làn da của mọi người, giúp đánh bay nám và tàn nhang, thu hẹp lỗ chân lông, đều màu da và căng bóng hơn. Thành phần em này thì toàn những thành phần quý như là sâm cau rừng này, nhân sâm, dương quy, nấm linh chi và bột ngọc trai. Em này thì lành tính lắm nhá, sử dụng thì không hề thấy bị châm chích hay là không sưng mà cảm giác thoa lên da rất là mát. Cách dùng thì cũng đơn giản thôi, mọi người chỉ cần sử dụng ngày 1 đến 2 lần sáng và tối. Từ ngày thứ 5 trở đi thì da của tôi bắt đầu bong này, bong thì bong bụi thôi nên thoải mái đi làm đi chơi nhá. Sau liệu trình thì mình thoa cái serum kháng viêm để da mình phục hồi và trắng mịn hơn nha mấy ông bà. Còn đây là làn da của tôi sau 7 ngày với liệu trình sâm cau rừng. Trời ơi, cải thiện rất là rõ luôn. Giờ cứ 12 tháng thì tôi sử dụng một lần, càng sử dụng thì da càng đẹp, càng căng bóng, thâm mụn không còn nữa. Mấy bà có thấy da của tôi rất là căng bóng và khỏe hơn không? Đặc biệt nha, khi mua hàng sẽ được tặng một thẻ cào và cào 100% là trúng giải. Giải nhất thì 3 xe hơi VinFast, giải nhì thì 5 xe Vespa, giải ba thì 100 TV và hàng nghìn đồ gia dụng. Trời ơi, nghe đến quà thôi là thích cực kỳ luôn đấy mọi người ạ. Ai mà từng có làn da xấu xí như tôi, muốn thay đổi làn da trong thời gian ngắn thì sử dụng sâm cau rừng liền đi nha, rất là xịn sò luôn.